Xuất phát từ lòng yêu nghề và với lòng ngưỡng mộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là để chào mừng đại lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới, nghệ nhân trẻ Nguyễn Đình Vinh, sinh năm 1976 tại thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh, sau nhiều năm ấp ủ, anh đã thực hiện thành công một tác phẩm nghệ thuật vô cùng ý nghĩa, đó là truyền thần hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trên chất liệu vỏ chai vỏ ốp rất lớn với chiều cao 1m93, rộng 1m28. Trên khảm ảnh là 300 mảnh ghép để tạo nên chân dung Bác, một con người vĩ đại luôn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta. Sau nhiều tác phẩm như Thiên Đô Chiếu của vua Lý Công Uẩn, trên tấm chấn phong bằng gỗ hương và Hiền Tài Nguyên Khí Chi Quốc Gia trên gỗ gụ, ảnh Bác Hồ cười trên nền đồng thì đây là tác phẩm nghệ thuật độc đáo được nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh dành thời gian 2 năm tâm huyết thực hiện như một món quà ý nghĩa chào mừng đại lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Với kích thước lớn này, rất có thể tác phẩm của anh sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam mới về khảm ảnh truyền thần chân dung Bác Hồ. Trong quá trình thực hiện tác phẩm nghệ thuật này, nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh đã gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ lòng yêu nghề và ngưỡng mộ tấm gương và hình ảnh đạo đức của người. Chính vì thế mà đã là nguồn cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi tạo lên cái sản phẩm đặc biệt này. Và qua sản phẩm này thì đã là thách thức cho cá nhân tôi với cái kích thước rất lớn là 1m93. Nhân 1m28 và với số lượng miếng ghép rất lớn là trên 300 miếng ghép gồm có ốc, chai ốc và đồng. Và tư thế người làm cũng rất là khó khăn trong quá trình cái thổi hồn vào sản phẩm. Từ ánh mắt, từ chòm râu cho đến phong thái của Bác. Chính vì thế mà người nghệ nhân là phải làm sao lột tả được hết cái thần hồn với cái thời khắc lịch sử đó. Khó khăn là vậy, nhưng với tấm lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuối cùng nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh cũng đã hoàn thiện tác phẩm một cách xuất sắc, khắc họa đầy đủ chân dung một con người bình dị nhưng vô cùng vĩ đại, được đông đảo người dân gần xa ngưỡng mộ. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều đòi hỏi sự tinh tế, cẩn thận, kỳ công bằng bàn tay khéo léo và sự tâm huyết của một nghệ nhân lành nghề. Qua tác phẩm này, nghệ nhân trẻ Nguyễn Đình Vinh muốn gửi đến những người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ, những bài học giản dị về tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, về tư tưởng, tinh thần cách mạng, ý chí kiên định, lạc quan, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo mà Đảng và Bác đã chọn, đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giữ gìn bảo vệ Tổ quốc.